chào các quý vị khán giả đầu tiên đang xem livestream của dự báo thời tiết VTV trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị khán giả nào chúng ta vào xem rồi thì hãy chào MC bằng cách là thả like, thả tim hoặc là comment đặt câu hỏi về tình hình thời tiết ở các khu vực mà quý vị khán giả chúng ta đang sinh sống nhé. Rồi chào 20 vị khán giả đầu tiên đang xem livestream. Chào khán giả Sen Lưu. Chào khán giả Nguyễn Văn Tuyên. Quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy cứ tích cực đặt câu hỏi cho Khánh Linh về tình hình thời tiết ở khu vực mà quý vị chúng ta đang sinh sống nhé Để có thể sắp xếp lịch trình công việc ngày mai được thuận lợi hơn, được uh, hiệu quả hơn ạ Xin chào khán giả Ninh Quang Khi mà nhiều nhiều mắt xem hơn một chút xíu thì Khánh Linh sẽ bắt đầu cập nhật tình hình thời tiết cụ thể Và đáng chú ý ở ba miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai Sau đó sẽ giải đáp từng câu hỏi của các quý vị khán giả Vì thế đừng ngần ngại đặt câu hỏi cho Khánh Linh cũng như là tương tác thật nhiều với Khánh Linh nhé Rồi, đông đông hơn mắt xem một chút xíu thì Khánh Linh sẽ bắt đầu uh, cập nhật tình hình thời tiết cụ thể cho các quý vị khán giả. Rồi chào khán giả Tiên Hoàng. Tiên Hoàng chào khán giả. Phạm Như Oanh. Rồi Khánh Linh đã thấy rất nhiều câu hỏi của các quý vị khán giả quan tâm về tình thời tiết ở khu vực miền Trung rồi. Có lẽ cái những ngày trước thì miền Trung đã xảy ra các cái trận mưa rất là lớn phải không ạ? Và các quý vị khán giả chúng ta dường như cũng rất là tò mò tình hình thời tiết ngày mai ở miền Trung như thế nào. Đã đỡ mưa chưa? Rồi, chào 150 vị khán giả đang xem live stream. Khán giả nào đã vào xem rồi thì cứ uh, tương tác với Khánh Linh bằng cách thả like, thả tim nhé. Khi mà nhiều mắt xem hơn một chút xíu nữa thì Khánh Linh sẽ bắt đầu live stream cho các quý vị khán giả. Thời tiết ở thủ đô Hà Nội này, thời tiết bao giờ thì không khí lạnh về này. chào khán giả hoa anh đào rồi bây giờ khánh linh sẽ bắt đầu đưa ra các thông tin thời tiết cụ thể ngày mai ở ba miền trên cả nước xong rồi sẽ trả lời từng câu hỏi của các quý vị đừng rời live stream nhé ở khu vực nam miền trung và tây nguyên dự báo là mưa sẽ còn kéo dài đến chiều ngày mai ạ và cục bộ có điểm mưa to quý vị ạ còn miền bắc thì trời rét về đêm miền bắc thì sẽ duy trì trạng thái rét về đêm và ban ngày còn nắng ấm quý vị nhé trong đêm nay và sáng sớm mai do có ít mây nên nền nhiệt ở miền Bắc sẽ giảm thấp ạ. Ở vùng đồng bằng như là ở thủ đô Hà Nội này, Ninh Bình, Hải Phòng, mức nhiệt sẽ dao động từ 14 cho đến 15 độ. Ở vùng núi như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La hay là Điện Biên phủ thì trời rét hơn quý vị ạ, từ 8 đến 13 độ. Vì thế với các quý vị khán giả chúng ta ở uh, vùng núi cao thì phải nhớ chú ý sức khỏe của mình. Khi mà nhiệt độ hạ thấp như vậy thì phải giữ ấm cho cơ thể cũng như là phải ăn uống bổ sung thêm các cái vitamin C cũng như các cái chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể Quý vị nhé Đảm bảo sức khỏe của chúng ta là điều rất là quan trọng trong những ngày thời tiết lạnh như vậy Rồi tiếp theo là Ở ngày mai đến trưa, đến trưa chiều mai thì ở miền Bắc trời sẽ ấm hẳn lên do có nắng quý vị ạ. Nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng lên nhanh từ 19 cho đến 23 độ. Cái việc chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn như vậy thì sẽ khiến cho quý vị khán giả chúng ta dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì thế như Khánh Linh vừa chia sẻ, quý vị chúng ta phải nhớ giữ ấm cơ thể, đặc biệt là ở vùng cổ này, tay này. Đấy, các cái chỗ dễ, không khí lạnh dễ vào thì sẽ rất dễ gây ra các bệnh về đường hô hấp quý vị nhé. Và đặc biệt là quý vị cũng chúng ta cũng phải chú ý ăn uống, bổ sung các chất cho cơ thể để tăng sức đề kháng. Tiếp tục về tình hình thời tiết ở khu vực miền Bắc ạ. Xu hướng này, ấm áp vào ban ngày ở miền Bắc sẽ kéo dài nhiều ngày tới. Như tại thủ đô Hà Nội này, nhiệt độ thì đều từ 22 độ trở lên ạ. Càng về tối, càng về cuối tuần sau thì trời càng ấm hơn ở Bắc miền Trung thì dự báo ngày mai nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 23 độ quý vị ạ. Các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh thì trời sẽ xuất hiện nắng ấm này. Trong khi đó ở Đồng Hới và Huế thì nhiều mây mưa và lạnh. Vì thế ngày mai thì nhiệt độ ở khu vực Bắc miền Trung sẽ có một cái sự phân hóa rất là rõ rệt. Ở Đồng Hới và Huế thì trời nhiều mây và mưa này. Nhiều mây, mưa và lạnh, còn ở Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh thì còn nắng ấm ạ. Còn đối với khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên, đêm nay và ngày mai thì còn mưa rông quý vị nhé. Và vùng mưa to sẽ tập trung từ Quảng Ngãi cho đến Khánh Hòa, và lượng mưa sẽ từ 30 đến 60 mm quý vị ạ và có nơi là trên 80 mm. Vì thế quý vị cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sạt lở đất ở khu vực sườn đồi dốc đứng này. Rồi, tiếp theo là các à, quý vị khán giả chúng ta ở khu vực Nam Bộ. Nam Bộ thì ngày mai còn mưa trái mùa về chiều ạ, chủ yếu là mưa rào nhẹ thôi. Sáng và trưa thì trời sẽ có nắng này. Ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Rồi, quý vị khán giả chúng ta cứ tích cực đặt câu hỏi cho Khánh Linh nhé. Bây giờ Khánh Linh sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi của các quý vị từ trên xuống này. Như Khánh Linh vừa chia sẻ xong thì ở miền Bắc ngày mai sẽ duy trì trạng thái là ngày ấm và đêm rét. Tuy nhiên thì vào lúc sáng sớm thì nhiệt độ vẫn lạnh quý vị ạ. Thì nhiệt độ vẫn thấp khiến cho trời lạnh này. Về đêm thì nhiệt độ cũng hạ xuống thấp, chỉ từ 8 cho đến 13 độ ở khu vực vùng núi và từ 14 cho đến 15 độ ở khu vực đồng bằng và ven biển. Còn ở miền Trung, miền Trung thì dự báo ngày mai ở các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh thì trời sẽ có nắng ấm này. Trong khi đó ở Đồng Hới và Huế thì nhiều mây và xuất hiện mưa. Ở Nam miền Trung và Tây Nguyên đêm nay và ngày mai thì vẫn còn mưa rông quý vị ạ. Vùng mưa to sẽ tập trung từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa này, lượng mưa sẽ từ 30 đến 60 và thậm chí có nơi trên 80 mm. Vì vậy cũng cần đề phòng với nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực sườn đồi dốc đứng quý vị nhé. Còn ở Nam Bộ ngày mai về chiều sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nhưng mà chỉ là những cơn mưa rào nhẹ thôi, cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động vui chơi của quý vị. Ngày mai ở Điện Biên Phủ, Điện Biên Phủ thì không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng ạ. Ngày mai thì từ Đồng Hới này, từ Đồng Hới cho đến Phan Thiết thì trời sẽ có mưa to đến rất to quý vị nhé Nói chung là ở khu vực Nam miền Trung ngày mai sẽ xuất hiện mưa lớn đấy ạ Và mưa tập trung từ khu vực Quảng ngãi đến Khánh Hòa Vì thế nên ngày mai ở Quy Nhơn sẽ có mưa khán giả Nguyễn Thái nhé Hải Dương ngày mai về buổi trưa sẽ xuất hiện nắng ấm ạ. Buổi tối thì nhiệt độ hạ xuống thấp, vì thế quý vị uh, khán giả chúng ta nhớ giữ ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể một cách đúng cách nhé. Ninh Thuận ngày mai có mưa, khán giả uh, Phạm Như Anh nhé. Ninh Thuận ngày mai nằm trong trọng tâm mưa lớn ạ vì thế sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là uh, sạt lở đất ở khu vực vùng núi vì thế các quý vị khán giả chúng ta sinh sống ở khu vực sườn đồi dốc đứng thì hết sức là cảnh giác nhé Quảng Nam ngày mai cũng có mưa có lúc mưa và mưa rào ạ ở khu vực Nam Bộ Nam Bộ thì ngày mai một vài nơi sẽ xuất hiện mưa trái mùa mưa trái mùa về chiều tối ạ Sáng và trưa trời nắng, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh và các uh, nơi khác ở Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Đào Minh Quang bao giờ không khí lạnh về ạ? À, vào ngày mai thì đêm thì uh, nhiệt độ hạ xuống thấp rồi đấy ạ. Tết Nguyên Đán rét hay ấm? Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin cụ thể về tình hình thời tiết vào Tết Nguyên Đán bạn nhé. Bạn uh, xem thêm các uh, thông tin thời tiết và các bản tin trong các uh, buổi tối tiếp theo để cập nhật tình hình thời tiết cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Hà Nội ngày mai thì uh, buổi trưa trưa và chiều sẽ hứng nắng ấm còn buổi tối nhiệt độ hạ xuống rất thấp ạ. Buổi tối thì khả năng trời sẽ rất rét đấy, khoảng từ 14 cho đến 15 độ. Lạng Sơn thì ngày mai cũng vậy, Lạng Sơn thì sáng sớm sẽ trời sẽ hứng nắng ấm này còn về tối thì nhiệt độ lại hạ xuống thấp ở mai châu mai châu thì ngày mai không mưa trưa chiều trời nắng ạ cao bằng cũng vậy không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ này trưa chiều trời có nắng nhìn chung thì các tỉnh thành miền bắc ngày mai sẽ không có nơi nào có mưa đâu ạ tuyên quang ngày mai cũng vậy buổi trưa thì trời hưởng nắng buổi tối thì nhiệt độ hạ xuống thấp này Bắc Ninh ngày mai cũng trưa ngày mai thì uh, trời sẽ hứng nắng và chiều vào buổi tối thì nhiệt độ cũng hạ xuống thấp ạ. Bình Thuận ngày mai có mưa to nhá. Bình Thuận nằm trong trọng tâm mưa lớn ở khu vực Nam miền Trung ạ. Vì thế à, quý vị khán giả chúng ta nhớ thường xuyên theo dõi các bản tin thời tiết để có thể uh, di rời cũng như là sơ tán một cách uh, một thật là hợp lý để đảm bảo tính mạng và an toàn cho chúng ta. Đặc biệt là với các quý vị khán giả chúng ta sinh sống ở khu vực sườn đồi dốc đứng này. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh ngày mai không mưa, một trưa chiều trời hửng nắng ạ. Vinh cũng vậy, Vinh cũng không mưa, Sầm Sơn hay Cửa Lò cũng không mưa, trưa chiều hửng nắng ạ bắc miền trung thì ngày mai hầu như là trời sẽ không mưa và trưa chiều trời hửng nắng nhẹ ạ rồi khánh linh cũng không còn thấy bất kỳ câu hỏi của quý vị khán giả nào nữa vì vậy khánh linh xin kết thúc live stream của buổi tối hôm nay tại đây quý vị khán giả nào mà chúng ta vào xem live sau thì sau khi khánh linh kết thúc live thì mọi người có thể tua lại để xem nhé bây giờ xin chào các quý vị